Xin chào quý anh chị. Hôm nay Lộc hân hạnh giới thiệu quý anh chị một chiếc xe Mercedes E200 Exclusive. Chiếc xe này màu trắng, nội thất nâu. Xe mới di chuyển 12.000 km. Xe có bảo hành đến 2024 và năm sản xuất 2021. Chiếc xe này có những gì thì anh chị hãy cùng theo Lộc để theo dõi chiếc xe này nha. Và đặc biệt anh chị nhớ đăng ký kênh của Lộc để theo dõi những video tiếp theo của Lộc. Anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ với Lộc qua số điện thoại 0938888850 ha. Bất cứ lúc nào Lộc cũng sẵn sàng để trả lời những câu hỏi cũng như là bất cứ lúc nào cũng có thể tư vấn. Đồng thời quý anh chị có thể là đặt xe theo yêu cầu của mình thì Lộc sẽ sẵn sàng tìm xe cho quý anh chị. Bây giờ Lộc sẽ quay chi tiết chiếc Mercedes E200 Exclusive này nha. Xe sản xuất năm 2021. Cùng theo chân Lộc nào mọi người. Đây, trước quý anh chị đây là chiếc Mercedes E200 Exclusive. Phần đầu xe mạnh mẽ, sang trọng, cổ điển và hết sức lịch thiệp. Ở trên nắp capo chúng ta thấy có logo Mercedes và logo này hướng đến cho chúng ta thấy rằng thường trên những chiếc S450 hoặc chiếc Maybach thì mới thiết kế dạng logo nằm ở trên capo như vậy ha mọi người. Rồi, chúng ta đi đến phần đèn ha. Phần đèn là đèn full LED High Performance. Xe có đến 12 cảm biến, 6 cảm biến trước và 6 cảm biến sau. Nói chung là xung quanh xe là đều có cảm biến nha quý anh chị. Biển số tỉnh. Phần đầu xe toát lên cho chúng ta thấy là đây là một chiếc xe cổ điển, lịch thiệp, sang trọng và cũng hết sức tinh tế. Lộc quay rất là chi tiết cho mọi người để mọi người có những nhận định và những quyết định khi mà chọn một chiếc xe. Ở đây chúng ta thấy nó có một tí xước nhẹ ha. Lộc quay cho mọi người một tí xước nhẹ ở phần đầu xe phía bên phải á. Rồi bên cạnh đó là mâm 18 đa chấu sử dụng vỏ run flat Michelin. Vỏ này là vỏ xe tự vá. Rồi chúng ta cùng xem ở bên hông. Màu trắng. Chiếc xe đã trang bị gói phim cách nhiệt 3M. Rồi mình cùng coi cái vỏ xe phía sau. Vỏ xe phía sau hết sức là còn mới. Mâm 18 đa chấu, vỏ Michelin run flap tự vá. Đây, cảm biến bên hông xe ha. Phần đuôi xe cuốn hút bởi có đèn full LED và dạng những phím đàn đó mọi người. Thiết kế dạng phím đàn này. Chúng ta cùng nhìn vào cái đèn xi nhan ha, đèn xi nhan và những cái phím đàn màu trắng đó mọi người. Nó được kéo dài từ phía bên hông này, bản to xong rồi nhỏ lại. Cực kỳ cuốn hút, đẹp và sang trọng ha. Cảm biến phía sau này.
E200. Xe đã có trang bị camera lùi. Phần cốp phía sau. Chiếc Mercedes E200 này thì chúng ta có động cơ là 2.0 lít. Công suất mã lực là 197 và mô men xoắn là 320, tăng tốc từ 0 đến 100 7,4 giây. Và với mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 8,4 lít trên 100 km. Bây giờ chúng ta cùng xem phía hông ở bên trái ha. Và quay chi tiết để cho quý anh chị xem. Ở chỗ gút ca của Lộc đây thì khi mà bán xe cho quý anh chị thì cam kết không đâm đụng, không ngọc nước, không tua km. Cho nên khi quý anh chị mua xe ở mình thì cứ an tâm. Xe của mình có thêm nữa là 4 cảm biến ở trên 4 cái tay nắm cửa, mọi người. Nó gọi là keyless go. Đây là cảm biến nè. Rồi, có cửa hít nha. Cửa hít nha mọi người. Xem mình có cửa hít. Rồi, bây giờ chúng ta cùng vào bên trong nội thất với Lộc ha. Xe của mình có 3 vị trí nhớ ghế và ghế thì đều là chỉnh điện. Loa ở đây của chiếc Mercedes E200 này đang sử dụng là loa tiêu chuẩn. Và một điều nữa, ở phần trên cánh cửa mọi người thấy không ạ? Đây là đèn nội thất đang để rất là đẹp, đang là cái màu xanh dương rất là đẹp này mọi người. Cái điều mà hết sức sang trọng và nó cho mình cái sự tỏa sáng. Khi mở cửa ra thì chúng ta thấy có chữ Mercedes-Benz được tỏa sáng ra. À, giúp cho chúng ta cảm thấy khi bước lên chiếc xe một phần sang trọng và đẳng cấp nữa. Nếu mà khi mình sử dụng vào buổi tối mọi người, nó hết sức giúp ích cho mình khi mà mình bước vào trong xe, để cho mình dễ dàng bước vào trong xe mà mình không có bị vướng á mọi người. Đây là phần ở bên trong, nội thất bên trong ha. Rồi đi vô trong với Lộc. Ghế da của chúng ta trang bị ghế da là da Artico. Vô lăng 3 chấu bọc da. Ở trên phần trên đây thì chúng ta cũng sử dụng là da Artico nha mọi người. Bên trong nội thất, trước tiên là chúng ta thấy có cái màn hình nối liền với nhau giống như là chiếc S450. Y như chiếc S450. Và màn hình giải trí bên này 12,3 inch. Màn hình lái là màn hình Digital Cockpit. Đây, chiếc xe đã di chuyển được 12.276 km. Vô lăng thể thao này, có những nút bấm lẫy chuyển số trên vô lăng, rồi nút bấm điều khiển xe. Nội thất
được trang bị nhiều những cái phần được ốp bằng gỗ. Cho nên chúng ta thấy cái chiếc xe của mình á, nó toát lên cái sự sang trọng. Gỗ này là gỗ óc chó mọi người. Và một điều nữa mọi người thấy không ạ? Có đèn nội thất. Đèn nội thất là 3 vùng. Đèn nội thất 3 vùng, vùng bên xung quanh nè, và ở dưới và ở sau. Ở phần này được ốp gỗ rất là nhiều và hết sức sang trọng. Về màn hình giải trí, chúng ta có thể sử dụng bằng những cái tab dưới đây, hoặc là chúng ta có thể sử dụng bằng cảm ứng ha. Đó, mình có thể sử dụng bằng cảm ứng. Mọi người thấy không ạ? Cài đặt hệ thống xe, đèn nè. Đó, đèn thì chúng ta có đèn nội thất là 64 màu với 10 kiểu phối màu và đèn nội thất 3 vùng. Hệ thống đỗ xe nè, xe, đèn, hệ thống. Ở trong này đầy đủ những tính năng. Tay phải chúng ta có gì? Ở bên tay phải chúng ta có nhiều những cái nút để điều khiển, như ở đây, phần này. Thì chúng ta có những cái tab để chúng ta điều khiển ở trên cái màn hình giải trí. Ở đây ha. Rồi, bên cạnh đó là cái nút Dynamic. Dynamic này, cái phần điều khiển Dynamic này để giúp cho chúng ta chọn những cái chế độ lái. Chúng ta chọn những chế độ lái như là Individual, Sport, cộng Sport và Comfort. Đấy là chúng ta có 4 cái chế độ lái ha. Tiếp theo chúng ta có một cái tính năng Park Assist ở đây. Rồi cái nút để tắt mở. Tiếp theo nữa chúng ta có cái nút để chúng ta mở cái camera lùi khi mà chúng ta chuẩn bị di chuyển lùi, hoặc là khi chúng ta tạm dừng ở một cái đèn đỏ, chúng ta muốn quan sát phía sau của mình có cái gì không, thì chúng ta có thể sử dụng cái nút này ha. Nó như vậy nè mọi người, thì có phải là giúp cho chúng ta an tâm và an toàn hơn khi mà chúng ta di chuyển không ạ? Rồi, cộng với những cái cảm biến xung quanh xe thì nó càng nâng cao cái tính an toàn cho chúng ta. Ở bên này, ngay đây chúng ta có cái công tắc nâng hạ cái rèm che nắng phía sau ha. Đây bây giờ Lộc quay cho mọi người ha. Đó là cái công tắc nâng hạ rèm phía nắng phía sau mọi người. Mình sử dụng bằng auto, sử dụng điện á. Lúc nãy khi mà Lộc hạ xuống thì bên trong xe rất là chói, nhưng mà khi Lộc nâng cái rèm lên á thì mọi người thấy không ạ? Bên trong sẽ đỡ chói và dịu hơn. Tiếp theo trên đây thì nó là một cái nút nguồn, và ở đây là cái volume, cái nút để điều khiển volume tiện dụng cho chúng ta. Ở phần này thì nó là những cái công tắc điều khiển về nhiệt độ, về điều hòa và một số cái như là Navi Map, Tel, Radio Media. Và ở chỗ này thì nó sẽ điều khiển ở trên cái phần màn hình giải trí của chúng ta. Nó điều khiển trên màn hình giải trí của chúng ta ha. Lên trên nữa, trên này có nhiều cửa gió. Chúng ta ở ngay đây có đến 4 cái cửa gió. Về điều hòa sẽ là 3 vùng độc lập.
gương chiếu hậu chống chói bên trong. Bây giờ mình quay phần nội thất phía sau ha. Táp lô cửa phía sau cũng được ốp gỗ. Ghế phía sau thì còn rất mới. Nội thất màu nâu. Điều hòa 3 vùng độc lập. Phía sau có hai cái cửa gió nằm ở giữa, ở ngay trung tâm, ngay đây. Có hai cái cửa gió ở trên đây nữa và điều khiển được ha. Ở ngay phần bên hông này và chúng ta điều khiển được. Đằng sau chúng ta đến 4 cái cửa gió là. Ở đây thì chúng ta sẽ điều chỉnh được tốc độ của gió lớn bé ha. Còn ở đây thì chúng ta điều khiển được cả nhiệt độ nữa. Khi nhìn vào màn hình lái của chiếc Mercedes E200 Eclipse này á, thì Lộc thấy hết sức là dễ nhìn, rõ nét, đẹp và nó sang trọng nữa mọi người ạ. Cộng với cái thiết kế mới của chiếc E200 này là màn hình lái và màn hình giải trí nối liền với nhau. Rồi thêm màu nội thất 64 màu cộng với thiết kế ốp gỗ ở bên trong giúp cho chiếc xe của chúng ta rất là sang trọng khi mà chúng ta ngồi bên trong nội thất. Anh chị hãy thử một lần. Đặc biệt đó là chiếc xe này chỉ mới di chuyển có 12.000 km thôi anh chị. Bởi vậy là khi mà anh chị sở hữu chiếc xe này, mình vừa tiết kiệm được chi phí mà nó giống như một chiếc xe mới vậy. Cho nên là Lộc rất là vui và hân hạnh khi mà giới thiệu đến mọi người chiếc xe Mercedes E200 Exclusive này. Mọi người có nhu cầu hãy liên hệ với Lộc. Thêm nữa là bên Lộc luôn luôn bán xe chất lượng, bán xe tốt nhất. Mọi người cũng có thể là đặt xe theo ý muốn. Bên mình sẽ tìm những cái chiếc xe theo ý muốn cho quý anh chị. Quý anh chị hãy nhớ đăng ký kênh của Lộc để quý anh chị đón xem những video mới nhất của Lộc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý anh chị một năm mới an khang, thịnh vượng và phát lộc, phát tài.